Xin chào các bạn. Xin chia sẻ một bữa cơm rất là đơn giản. Các bạn đã ăn cơm chưa? Ăn cơm trưa chưa? Bây giờ là mình ăn cơm đây. Đây là món cà. Cà pháo xào. Đây là rau lang luộc. Đây là cá. Nhất bình minh nhất tảng trà. Trưa ăn cơm với hòa cà. Hồi xưa mà Lưu Bình Dương là ăn cà rồi. Ông Lưu Bình. Ông Dương Lễ ông cho ông Lưu Bình ăn cà thiêu. Cà heo. Bây giờ mình ăn về là quá ngon đúng không? Trời ơi. À, có một ớt nữa. Các bạn thấy không? Một bịch bún này là 10.000 nè. Tin không? Mà ăn không nổi. Ớt ăn sáng nào ăn cũng ớt quá rồi. Giờ thôi cố gắng ăn cơm. Cái bì bún này là 10.000 đồng Việt Nam đó. 10.000 đồng Việt Nam. Sáng mua mà ăn không nổi. Giờ thèm rau. Giờ thịt cá nó ngán quá rồi. Các bạn ăn thích, có thích ăn như vậy không? Người ta là chia sẻ cao lương mỹ vị, còn mình thì đạm bạc. Rồi, xin chào các bạn. Bấm cho ngược chỗ nào ra, không bấm được. Ui cha, cái này ngon, vừa. Nấu bờ lơn vậy mà cũng ngon. Nên chấm nước cá này. Rồi muốn ớt có ớt. Muốn ớt có ớt. Muốn xì dầu có xì dầu. Dầu chi su. Cái bì bún này là 10.000 nè. Bún bún riêu đó, bún riêu cua đó, bún riêu cua. Người ta là chia sẻ là cao lương mỹ vị, còn mình là chia sẻ nông dân chất phác, người thật việc thật. Ăn chắc mặt bệnh. Ăn tivi. Cả đứng luôn. Để nó mở nói nghe tiếng ồn thu vô. Sợ xâm phạm bản quyền. Rồi mời các bạn ăn cơm nha. Ăn cơm, đây là bữa trưa. Hôm nay là ngày mà 12 11 có 12 gì quên rồi. Tay ạ. Xin chào các bạn. Nãy mình quên đỡ cái điện thoại. Đây là khu vực nhà bếp. Khu vực nhà bếp. Nhà đó là nhà xịn đây. Đó. Cho nó đứng lại. Giờ cái quạt đây là cần kêu bà, kêu một ông thợ máy vô sửa. Đây là có bà thợ. Có cô thợ. Cú thục. Trưa nắng anh lê lử, anh ăn no rồi. Anh đéo, anh chẳng thèm vô nữa rồi. Đi kêu cái gì? Đó, ở trên đây là
bụi tre rồi thấy không, cảnh nhà quê vườn tược bóng cây mát. Tôi thích ở quê thôi, người ta khôn, người khôn người tìm chồng lao sao, ta dạy ta tìm nơi vắng vẻ. Mà chữ lao sao nữa nha, chữ lao sao là phải kêu phải nhìn cho kỹ, nhà thơ không biết cái từ lao sao này là ghê lắm đấy, ẩn ý hay lắm đấy. Vậy ông nói là người khôn người tìm chốn lao sao đó, cái lao sao, cái từ lao sao này là phải nguy hiểm lắm đấy. Cái con gà con vịt nó mới lao sao đúng không? Bởi vì là cái cụ những bính ông nói là lao sao đó. Người khôn người tìm chốn lao sao, ta dài ta tìm nơi vặn về. Người khôn người tìm chồng lão sao.